rớt một viên nào luôn. Sấy rồi. Thủy ơi, Thủy xem cô làm lại cho Thủy xem nha. Thủy sợ Thủy làm nó chưa có đúng cách với lại sấy nó chưa có kỹ đó. Khách mà có khách thì mình phải làm thôi. Ở đây mỗi năm khách còn 4:30 sáng vẫn còn bốc lịch cơ. Bốn rưỡi sáng bốc lịch xong rồi bắt đầu ấy. Nhưng mà thực sự năm nay thì hơi bị buồn vì nó không có đông như năm ngoái. Hả? Mấy giờ rồi? Ừ, nhờ trên phòng còn 6 giường của sinh viên về hết chưa có ai ngủ ấy. Mai lại đi làm gì? Ở đây luôn. Có phải ai cũng gặp được bà đâu. Gặp được bà là cả một cái may mắn đấy. Tối nay cho em làm ở nhà thì em xin cô giường. Đưa cái nọ sơn kia đây, nọ này hết rồi. Em vừa ấy phải không biết đi về đây rồi. Thủy đây có thầy mặc đồ cho đẹp. Không biết đi về chồng đây. Đã nói tham vợ được câu chỉ biết trách thôi. Khổ lắm. Dám bè khổ. Sướng hàng bao nhiêu năm rồi bây giờ kêu khổ. Ngày xưa yêu thì lại anh trách em đi cho em đỡ buồn. Cảm ơn tình yêu. Mấy lại bây giờ các bạn kiểu như tự phá giá nhau ấy. Các bạn cứ tự dìm hàng nhau ấy. Tự hất miếng cơm của mình đi thì làm sao mà ấy được. Chứ còn nếu mà cùng nhau bảo vệ thì không bao giờ nó bị như vậy. À, khách đăng lên một bộ hỏi một cái mà như người ta ấy. Thật ra như người ta thì phải bảo như này là ra đấy là ok, ra đấy là hợp lý. Nhưng mà đằng này lại nhảy vào chê nhau. Thế thì làm sao mà khách người ta không ấy. Bây giờ làm cái gì cũng thế thôi. Tất nhiên là tiền nào thì của đó. Hôm nay cô thấy có mấy cái status là mới làm 2 hôm đá đã rụng. Thì đúng rồi. Tiền như thế thì nó cũng chỉ đi được đến đấy thôi. Anh cắt tay luôn đi. Nhặt tay luôn đi. Mẫu tuyển thì chắc chắn là cái chuyện đó thì ừ thì các bạn không học. Nhưng mà cô nói thật tự các bạn tạo cho khách một cái cuộc sống ỷ lại. Tức là nói thì lại bảo là quá đáng. Làm ngửa mà ăn sẵn ý. Đến ngày Tết này giờ vẫn còn hỏi có ai free không? Ai tuyển mẫu không? Xin lỗi nói là nó lại tuyển cái mả bố cho chúng nó. Người ta sống bằng cái gì khi người ta thuê nhà mấy chục triệu? Hãm lắm. Ôi cô đọc cô chán, cô chả có muốn nói luôn. Cái quan trọng nhất là nếu như em chụp được cái bộ tay của em gửi cho chị thì chị sẽ trả lời được. Bởi vì sao? Nó sẽ có rất là nhiều nguyên nhân.
Nếu chỉ để đánh ở trên cái móng tay của mình thôi mà nó không bị chườm ra ra bất cứ một cái hóa chất nào ấy thì chắc chắn là nó sẽ không bị. Còn cái khi mà mình làm mà mình, thứ nhất là cái hóa chất mình bị chườm ra da là cái thứ nhất, là cái thứ hai là kiểu người ta không có khử dầu sạch tiệt trùng cho mình ấy thì nó sẽ bị ngứa. Mà cái viền ngứa xung quanh đó thì em chịu khó nhá, mỗi một buổi tối em ngâm nước muối với lại cái củ tỏi ta của mình ấy, em giã ra em ngâm 5 đến 7 phút, sau đó thì em sẽ rửa sạch bằng nước ấm hoặc là xà bông. Thì em chỉ cần ngâm vài lần như thế thôi thì cái tay của em nó hết ngứa nha. Dạ. À, cô Bùi Thanh Thủy đông khách từ sáng đến giờ, giờ cô được nghỉ. Cô Khánh Ly giờ mới có khách nên chắc là sáng mai mới được nghỉ. Thật ra thì các bạn dù đính bằng gel đính đá hay liên kết hay là bút bút gắn đá của cô thì cũng đều phải đi đúng, đi đủ, sấy đúng sấy đủ, chứ không phải là các bạn tra ít quá hoặc các bạn sấy nó chưa có đủ nhiệt ấy thì nó sẽ không ấy đâu. Thật nha, là móng cô làm khách á. Nát nữa cô xem, cô sơn xong cái này cô cho mọi người xem. Mọi người sẽ không tin là nó dài ra đến mức độ như thế rồi mà đá vẫn còn. Mà em biết không, mỗi một lần cô làm cô đều dặn khách là chị ơi chị sử dụng thoải mái cho em đi để xem cái độ bền nó đến lúc nào. Chứ không có dặn khách là cẩn thận đâu. Hello em. Biết. Đây các em nhìn này. Này nó dài ra như thế này rồi đá vẫn còn nguyên đây này. Em biết bộ này á Hằng à, tháng rưỡi 2 tháng luôn. Tiếp này. Đây các em nhìn là đắp treo đắp bột bên ở cô nó dài ra như thế này. Cô rất lười chụp ảnh của Facebook khách lại vì lười lắm luôn. Nhưng mà đây các em nhìn nhá, mà cô cũng đâu có đính cái gì gọi là ấy đâu, cầu kỳ quá hay là cái gì là bí quyết quá đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đi cái xà cừ trước. Xà cừ này thì sử dụng cả gieo hoa quả nữa nha. Xà cừ thì cô sẽ đi liên kết. Cái đó thì không phải là liên quan đến do máy em nhé. Bởi vì nếu như do máy đèn mà yếu, đèn UV thì không, thường đèn UV chỉ làm gel cứng chứ không làm được gel mềm. Ở đôi khi thì vẫn sấy được gel mềm, nhưng nếu như do đèn thì nó sẽ không có bị như vậy. Nếu do đèn ấy, thường thì là nó chỉ bị chóc có 1-2 miếng thôi, hoặc là nhăn thôi. Còn nếu mà em bóc được hết ra như vậy thì đấy là do sơn chứ không phải do đèn. Các bạn phải hiểu rằng do sơn nó khác mà do đèn nó khác nha. Nếu do đèn thì nó sẽ bị chỗ chín chỗ không thì đấy là do đèn. Còn do sơn là các bạn bóc được dốc hết thì đó là do sơn chứ không phải do đèn nha. Chúng ta đi như thế này nè. Sau đó chúng ta sẽ sấy. Chúng ta sẽ sấy qua. Hello, xin chào 88 gái. Các gái làm tay khách thì có những cái gì mà hiện tại bây giờ các gái đang gặp phải mà không có thể thắc mắc giải đáp được thì cứ hỏi đi. Hôm nay bọn mình chia sẻ hết luôn. Chúng ta cũng lại không muốn em bị mỗi người trông, em cho em bị tò mò thử vui vẻ.
cái cách này cách kia mà cũng phải khai thác. Cái gì? Mình chia sẻ cách tính đá bằng gieo này. Ừ. Tính đá lên không vào tốt luôn. Ừ. Tốt luôn nhờ tính đá. Ừ. Ừ, đúng rồi. Thì mọi người cùng nhau chia sẻ cái cách làm ở đây đi ạ. Mọi người đừng có giấu cái gì hết. Bởi vì thật ra cái ngành nghề làm đẹp của mình có giấu cũng không giải quyết vấn đề gì. Ngày hôm nay có kỹ thuật này, ngày mai có kỹ thuật khác. Mỗi một người có một kỹ thuật khác nhau. Nếu chúng ta yêu thương nhau, cùng nhau chia sẻ trên cái line của cô rồi này, thì chúng ta chỉ có đi lên chứ không bao giờ có đi xuống, vững mạnh. Ai cũng chia sẻ, không ai giấu cái gì cả, thì đều là ok hết. Bây giờ chúng ta sẽ đi thêm một lớp liên kết nha. Cô bao giờ cũng phải đi lớp liên kết này. Đi vài lớp liên kết sau đó cô sẽ mài qua. Không mài thì nói thật là khó đấy. Nếu không mài em chỉ có làm xà cừ ẩn thôi. Em làm xà cừ ẩn, ví dụ như em đắp móng bột này, em đắp treo thì em không cần mài. Nhưng đây cô đang sử dụng cái này ở trên móng tay thật của khách, thì bắt buộc em phải mài. Nếu em không mài ấy thì là nó sẽ bị vướng vào tất của khách, vì đây là móng thật chứ không phải là ẩn. Ẩn design thì vô tư, không cần phải mài vì nó có cái lớp clear lên bên trên. Nhưng cái này thì nó không có cái lớp clear đó, nên bắt buộc các em phải mài, kể cả là nhũ cũng vậy. Nếu không mài cái nhũ 4D, 6D không mài là nó sẽ bị vướng. Mài thì có một tí thôi mà, có cái gì đâu. Cứ bình tĩnh em, sắp tới rồi. Còn một ngón phun đá nữa. Yên tâm. Cứ bình tĩnh. Nguyễn Thanh Tâm, chị dây duy băng. Em sẵn xong là dây duy băng vào. Em lên tốt luôn được không? Hay em phải lên một lớp gel nữa? Không phải lên lớp gel mà đi lên hai lớp liên kết là được. Bởi vì em nếu em đi tốt luôn nó sẽ bị bung. Còn nếu mà em đi hai cái lớp ấy thì nó sẽ không bị bung. Hai lớp à. Chúng ta phải đi cái này nó qua thì nó mới không vướng vào quần và áo được. Nó mới giống tay thật của mình chứ. Đúng rồi. Mình gắn xà cừ xong mình sấy xong mình lại sơn hai lớp nữa. Mình sơn hai lớp xong thì bắt đầu mình mới ấy. Từ từ em nào. Cứ bình tĩnh, hôm nay cái bộ này có cả đá, có cả ấy. Bé bỏng ngày nào cũng đông khách, ngày nào cũng thấy đến tận tối còn gì. Dỗ qua đi cho nó giống tay thật của mình nha. Một cái là nó lại tự nhảy lên. Bây giờ chúng ta đi ấy trước, chúng ta đi gieo hoa quả lên để cho nó, cô muốn là cái màu sờ cờ này nó đậm hơn một chút. Chúng ta lấy ít thôi nha. Đấy. Yeah. Đúng rồi, không cần. Nên lớp gel thì cho dày.
Con chỉ đi hai lớp liên kết thôi, con mài đi con sơn tốt lên là ok rồi, không cần bất cứ một cái gì hết. Bây giờ chúng ta đến đính đá phun ngón nha. Cô ơi, không có mấy ngón tay, hình dắp gì để máu vẫn dài ra bình thường. Không có móng tay thì con lên dán móng úp hoặc đắp bột nha, đừng đắp treo. Ok, thank you em. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái viên này là em làm đó. Nhà em làm đó. Vâng. Hello. Chúng ta dựng ngược lên nha, dựng ngược lên để cho nó ấy. Tinh trùng đại nhân tạo. Này còn khát khao tinh hoa đại nhân tạo đó. Xấy rồi. Ôi bút gel, cô chỉ đây cô ấy bút gel dựng lên góc đau tay nó ra không, đây này em cắm đầu nó xuống như này chứ em nhá, đây là cái đầu em đừng dựng lên, đây là mình dựng thẳng, cắm cái đầu nó xuống, chổng cái mông nó lên thì lúc đấy em không cần phải bóp nha. Đâu rồi chứ em mà để đứng thẳng lên thì bóp đau tay lắm. Tức là mình cắm đầu nó xuống, sau đó bơm này, đâu có cần phải bóp đâu, không cần phải bóp nha. Rồi, xảy. Chị ơi, bút gel này có ship 1 chiếc không? Bây giờ người ta nghỉ rồi em ạ. Mà bưu cục thì bây giờ người ta nghỉ rồi, chứ còn nếu bưu cục không nghỉ thì lửa cái cũng ship. Nhưng mà bây giờ bưu cục họ nghỉ rồi, họ không có nhận nữa. Ngày hôm qua là chuyển lốt cho các... Vâng. Cho tất cả các bạn kia là những cái cuối cùng rồi. Đây chúng ta dựng nhá, chổng cái đít này lên nhá. Đây là cái đầu này, cắm cái đầu nó xuống. Và bây giờ Nguyễn Trang ơi, còn nhưng mà các còn hình như chục cái sao, nhưng mà các em phải tự đến lấy cơ chứ cô không ship được. Bây giờ chúng ta đi đá ấy này, chúng ta đi đá kín móng này. Đá phun móng là chúng ta đính thì chúng ta sẽ đi tốp gel nha. Chúng ta đi tốp gel này. Sau đó đúng rồi, phải dựng ngược chứ. Xà cừ thì nếu như mà tiết kiệm thì mua một màu trắng thôi, làm được hết tất cả. Còn nếu không tiết kiệm thì mua đủ số. Những cái số giống như của cô là những cái số mà đẹp nhất ấy. Bây giờ có, nhưng mà bây giờ ai ship đâu, họ không nhận ship. Ơi, đấy là em bị dựng ngược, em dựng đúng chiều của nó rồi. Không. Lúc đầu cô cũng không biết, thế là cô bóp ủa đau hết cả tay. Em cứ trồng cây chuối nó lên đi. Chổng mông nó lên. Không em, những cái đá này không có cần. Tại vì là các em chưa có biết cách. Các em cứ tưởng tượng trồng cây chuối lên cho cô là được.
tự treo nó ra, lúc đấy thì sợ nó lại chảy nhiều quá, các em lại kìm hãm không được. Đâu lắm mới nghe bài này. Lâu lắm mới nghe. Cái gì nó bảo cái gì? Khiếp. Xây giúp em. Bộ móng này rẻ thôi em. Hai trăm. Công Lý. À đúng không? À Quang Thắng. Công Lý là đậu rồi. Nhớ nha, nhớ chổng mông nó lên nha. Cái gì? Ừ đấy, cứ bình tĩnh, bởi vì là thật ra ấy, cái tầm này là nó hơi tắc. Cô cũng đã nói với mọi người rồi, họ lăn lỉ mãi họ còn mới nhận đâu, họ còn không có nhận luôn á. Em đánh top gel, sau đó em tra, em đánh top gel để em đính kín đá trước, em sấy sau đó thì em mới sử dụng bút nha. Còn em không tin em hỏi luôn khách hàng của cô luôn, bền đâu có dụng đâu. Bây giờ này, đính đá dụng như thời ngày xưa nữa thì có mà chết. Đính nhiều đá như thế này, bây giờ hết thời ăn nem mà cắn phải kim cương rồi. Trước à, ăn nem mà cắn phải kim cương. Bây giờ thì thoải mái đi. Đây. Bây giờ chúng ta mới sử dụng bút này. Khi cô đã cắm đầu bút xuống rồi, cô rút ra. Bắt đầu cô tra vào này, mọi người nhìn nhá. Cô đâu có cần bóp đâu, tự nó khác ra này, rất chi là nhẹ nhàng. Đâu có cần phải cứ gồng mình nên bóp đau tay đâu. Đầu tiên lúc đầu cô cũng không biết. Đầu tiên lúc đầu khi mà mang về cô là cứ bóp hì hục bóp, nó chả ra cái gì cả. Điên hết cả người. Đây. Nhưng này bây giờ đâu có cần phải bóp gì đâu. Rất đơn giản đúng không? Chỉ cần tra hết vào những cái chỗ này thôi. Đấy. Nó tự ấy mà, nó tự chảy ra mà. Không phải là đặc đâu. Ok. Cho mượn tay kia. Cái này cũng thế, không có cần phải bóp, không cần phải gì hết, tự nó khắc chảy gel ra. Thậm chí mình không đưa nhanh nó còn chảy hết cả gel ra tay đây này.
Chúng ta phải dựng bút lên, cắm đầu nó xuống nha. Sáng giờ rất là nhiều người hỏi là ô không có giống như của cô ơi. À, chỉ có lông thôi chứ không có cái cây. Đây này, nhìn không? Cô cắm xuống này. Cô cắm xuống như này này. Đấy. Dựng nó lên. Bút này rất rẻ. Tiếp theo cô vặn ra để cô lấy cái gì? Cô lấy cái cây chuyện đầu chổi này này. Cô chặn lại một lần nữa đá ở đây. Đấy. Cô chặn là ở cái đầu này nha. Cái này là nó khô luôn nên là các bạn vô tư đi. Rồi. Chặn. Đúng rồi. Thông minh đấy. Cô được, cô chưa nghĩ ra cái trò tiết kiệm đấy đâu. Nhưng mà em nghĩ ra là cô ế bút luôn rồi đó. Thế người ta mới nói là một cây bút mà dùng trọn đời đấy. Đúng rồi. Bởi vì sao ngón phun đá em biết không? Ngón phun đá thì là nó sẽ kiểu như là nó phải dùng khô luôn, chứ nếu em dùng bay không khô. Bay không có khô. Nên là chúng ta sẽ phải dùng tốt. Còn cái ngón này thì là chúng ta lát nữa chúng ta lại nó có mặt bằng nhiều thì chúng ta lại sử dụng tốt được, nên là chúng ta không có sử dụng tốt. Đấy, sợi á. Đấy, đáng yêu không? Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi lớp bóng nha. Rất đơn giản và nhanh. Hả? Ừ, cái này nó là keo gắn mà. Cô toàn làm này thôi nhưng độ bền cao lắm luôn ấy. Nó là gel. Gel đính đá. Nó khô luôn. Và nó không có để lại kiểu như là thường thì mọi người đính bằng keo đúng không? Mọi người đính bằng keo thì bao giờ cũng để lại kiểu như là mờ đúng không? Còn đây là không có mờ. Mà lúc nào nó cũng sáng. Không phải lau liếc gì cả. Và đây là tay thật của khách luôn ạ. Ờ, em gắn đá to thì chân nhỏ thì em phải dùng bột nhá. Ái xinh không? Hello. Cho cái đây. Đâu có cần phải lau đá đâu. Đâu cần gì đâu. Vẫn cứ sáng như thường. Rất xinh. Tay thật của khách. Thế mọi người cứ bảo là tay thật thì không làm được gì. Chả ai bảo không làm được gì. Làm được hết. Chả làm sao cả. Khay này hả? Khay này là khay cô nhà cô tự làm. Đây hả? Khay này là khay tự làm nè. Đánh. Giỏi nhỉ. Tự làm là đính mà. Có bộ chữ mà. Em không gắn cho chị chữ ấy chứ. Lộc đây nè, chị nhìn nào. Tại vì chị không làm móng giả nên em không thể gắn chữ lộc được. Có chữ bên trong mà. Phúc lộc thọ mà. Mọi người có thắc mắc gì thì cứ hỏi nha. Bye bye nha.